máy đo đường huyết có cần điều chỉnh hay không và có chính xác hay không. Và xin chào bà con ha, tất cả các dòng máy đo đường huyết nè và đo mỡ trong máu thì mình không được điều chỉnh và mình không có tính năng để tự điều chỉnh nha. Nếu mà như sau này trục trặc á, mình sẽ gửi về hãng, hãng sẽ tự kiểm định cho mình độ chính xác có hay không, và nếu trục trặc họ sẽ thay máy mới cho mình, cô chú anh chị ha. Đối với những cái thương hiệu lớn như vậy thì mình sẽ được bảo hành trọn đời. Cái máy đo đường huyết, một chức năng đo đường huyết là 1.150.000, sản xuất tại Ý ha, bảo hành trọn đời. Còn cái máy này là 3 trong 1, vừa đo đường huyết nè, đo mỡ trong máu nè và đo cholesterol, đó 3 tính năng đó, thì mình cũng được bảo hành trọn đời. Cái máy này về mình chỉ cần cài đặt ngày giờ, sau đó mình cắm que vào lò thử, nếu mà mình nghi ngờ nó không chính xác thì mình gửi về hãng. Đây là vào cơn khuyên cả nhà mình á, mua các máy đo đường huyết thì mình nên mua hàng chính hãng, sẽ có trung tâm kiểm định chất lượng và có trung tâm bảo hành. Còn những cái máy mà mình mua không rõ nguồn gốc ra nổi đó thì không có trung tâm bảo hành thì mình không biết được độ chính xác thì rất là nguy hiểm. Ví dụ đường huyết mình tuột hay đường huyết mình lên và mình hiểu bị sai, mình uống thuốc thì rất là nguy hiểm nha. Chỉ có một cái điều bà con mình chú ý á, nếu một tính năng đo đường huyết không á thì mình chỉ cắm que đo vào, sau đó mình lấy máu là xong, không có điều chỉnh gì hết. Cái máy này là 1.150.000, còn cái máy này 3 tính năng là 2.200.000, và mình có đi kèm là 3 loại que: que đo đường huyết, que đo mỡ trong máu và que đo cholesterol. Thì khi mà mình sử dụng hũ que nào thì mình chỉ cần thay cái thẻ code của cái hũ que đó vào. Ví dụ mình đo đường huyết thì mình thay bằng cái thẻ đường huyết, còn mình đo cholesterol hoặc mỡ trong máu thì mình lấy cái thẻ trong này cắm vào, và sau đó mình cắm cái que của cái hũ này vào để mình sử dụng ha. Thì đường huyết thì mình có thể 1 tháng đo nhiều lần, còn cholesterol thì mình có thể 1 đến 2 tháng mình mới đo 1 lần. Thì mình nhớ mình thay cái thẻ chip này nha, thẻ code này đó, chứ mình không có cài đặt gì được hết. Nếu nghi ngờ sai lệch thì mình gửi về hãng nha. Rồi giải đáp thắc mắc của bà con, có gì thắc mắc thì cô chú mình gọi trực tiếp vào Sơn nha, hoặc là xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây về cách lựa chọn, cách sử dụng và khắc phục lỗi tại nhà để có cái độ chính xác và có độ bền. Rồi chào tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.